Câu hỏi là xin mô tả về cái nhân duyên Đức Phật thuyết kinh Khổng Tước. Thì nói nó hơi kỳ cục là với cái nhìn của sư thì mọi người tiếp xúc với kinh Khổng Tước ở một cái phương diện bị sai lầm. Tại vì nếu như quý vị hiểu về cái nguyên nhân á, thì quý vị thấy là cái cách mà xưa giờ mình xài kinh Khổng Tước là nó hơi kỳ cục. Tại sao? Tại vì khi mà sư xem trong chú giải Athakatha của cái bài kinh Murasutta này đó, thì có nói là Đức Thế Tôn giảng tại khu rừng Chetavana, thì có một số vị tỳ kheo cảm thấy bất mãn và nói lên cái sự bất mãn của mình. Thì Đức Thế Tôn ngài mới giảng dạy, nói về những cái sự nguy hại khi mà mình không có thu thúc các căn, mình để các cái cửa ngõ của căn môn nó mở rộng ra, rồi những cái phiền não nó vào, đặc biệt là các cái dục nó làm cho nội tâm bị ô nhiễm. Đức Thế Tôn ví dụ như là cái con Khổng Tước năm xưa, bởi vì nó không thu thúc các căn cho nên là nó bị ô nhiễm bởi dục, rồi từ đó nó bị hại. Rồi thế là Thế Tôn mới kể lại câu chuyện tiền thân, tức là kể về cái câu chuyện con Khổng Tước. Nói cái câu chuyện con Khổng Tước thì với những ai chưa biết thì sư tóm tắt như thế này, là con Khổng Tước mỗi một ngày á, thì nó ca ngợi mặt trời và ca ngợi các vị thần, rồi sau đó đó nó chánh niệm, nó có sự phòng hộ thu thúc, rồi nó đi kiếm ăn. Thì cái người thợ săn á, đặt những cái bẫy thì không có dính được nó. Rồi khi mà một hôm đó con khổng người thợ săn mới bày ra một cái mưu là bắt một con Khổng Tước mái. Thì con Khổng Tước trống này thấy con mái thì lúc đó là nó mất đi sự phòng hộ các căn. Rồi từ đó là nó bị rơi vào bẫy của người thợ săn. Cái mục gọi là cái ý nghĩa chính của bài kinh này á, là mình cần phải phòng hộ các căn, đặc biệt là cẩn thận với các dục, nhất là dục đối với người khác phái. Mà riết rồi sau này á, thiên hạ sẽ không biết là từ hồi nào thiên hạ xem bài kinh này như là một bài kinh bảo hộ, rồi có người còn đồn đây là giống như là cái bài kinh làm cho mình tàng hình vậy đó, tàng hình trước các cái bẫy. Thì với cá nhân sư nghe, thì sư thấy là nó hơi đi hơi bị xa so với cái ý nghĩa gốc ban đầu của mục đích của bài kinh. Thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, đi cái phần giải thích của Đại Đức Hành Toại, sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Thật sự những trên tinh thần là Phật dạy, tinh thần là Phật dạy thưa quý vị, là ngoài cái việc hiểu cái lời dạy của ngài và chúng ta phải đem ra thực hành nữa thì mới có kết quả. Giống như khi quý vị hỏi về bài kinh Khổng Tước nè. Thậm chí có nhiều vị cũng hiểu lầm về cái bài kinh Metta Sutta thôi vậy. Mà thì hiểu lầm rất tai hại. Là vốn dĩ giống như trường hợp bài kinh nó cũng vậy, giống như là các vị tỳ kheo ở trong rừng rồi bị các phi nhân quấy phá đó. Rồi xong mới về bạch Đức Thế Tôn. Rồi nói Đức Thế Tôn á, ngài chỉ cho cái phương pháp mà thực hành tâm từ, quý vị hiểu không ạ? Nó đúng hơn phương pháp thực hành tâm từ. Rồi các ngài á, quay trở lại nơi đó, các ngài thực hành. Chứ không phải các ngài tụng đọc cái bài kinh đó rồi tự nhiên các ra auto có tâm từ. Rồi xong cái những hạng phi nhân đó mới quay trở ngược khổ đoạn. Cho nên trên tinh thần kinh Bát Thế Tá là phải như vậy. Thì vị cũng hiểu rồi đó. Cái Bát Thế Tá này sư nhớ là trong một cái câu hỏi hình như là hồi trước Tết á, cũng có người hỏi cái vấn đề tụng kinh đó. Nếu quý vị muốn hiểu được á, cái ý nghĩa mà tụng kinh nói chung hay là kinh Bát Thế Tá cũng Bát Thế Tá cũng vậy, nó cần những cái điều kiện nào, những điều kiện nào để mang lại cái hiệu quả cho bản thân mình, quý vị tìm lại câu hỏi đó ha.
câu hỏi đó trên trên cái thư viện câu hỏi của Đức Hạnh Tuệ. Ở đây á, thì sư sẽ nói rõ thêm cái vấn đề mà cái gọi là những cái Phật ngôn mà đôi khi chúng ta đọc đi đọc lại nó cũng giống như sao, cũng giống như hồi xưa mình đi học á, nó có những cái công thức mà về toán học hay hóa học thú vị, giống như là gì, tìm sin lấy đối chia huyền, cu sin hai cạnh kề huyền chia nhau đó. Đó, còn tăng ta sẽ tính sao, lấy đối trên kề là ta thấy liền đó, vì hiểu không? Đó thì cái thầy cô giáo mình hay dạy vậy, nghĩa là khi mà hình học đó là phải tính hình học, tính toán học đó. Đó là khi mà chung trường hợp này nè, đó là phải ghi nhớ công thức này rồi sau rồi đem mới thực hành chứ giờ học lẽ và học cái công thức đó, tìm sin lấy đối chia huyền các kiểu đó, rồi tự nhiên cái bài toán auto được giải, quý vị hiểu không ạ? Theo hóa bên hóa học cũng vậy, nó học là cũng thì nhớ không có, đôi khi sẽ nhớ nhưng nhớ sai cũng thông cảm nha, giống như công thức hóa học là gì, ai muốn mua áo giáp sắt thì sang cửa hàng Á Âu gì đó, có như vậy thì để cho mình, có nghĩa là cái giống như gọi là câu thần chú đó, câu thần chú đó, cho mình đi học đó. Phải hiểu là thầy cô dạy mình cái câu thần chú này để mình áp dụng để khi mình vô giải được bài toán, còn mình học thuộc mấy câu đó, mình học thuộc mấy cái câu giống như cái câu mà thầy cô dạy mình toán học giống như sư vừa kể đó, mà mình bản thân mình không hiểu nha, mình không hiểu câu đó mình tụng đọc vậy đó, mình cũng không áp dụng luôn, thì làm sao mà bài toán nó tự giải được, thưa vị. Nó tương tự như vậy, cái là Phật dạy là phải như vậy thôi, thưa vị. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi ở đây. Các bài kinh Baritta đó, quý vị hoan hỷ là chúng sanh đó, có các cái khuynh hướng căn tánh khác nhau, từ đó cái cách tiếp cận giáo lý cũng khác nhau. Các sư đó, thì có khuynh hướng về trí nhiều hơn là tính, cho nên là cái cách tiếp cận của các bài kinh là với các sư là phải hiểu, thứ nhất phải hiểu bài kinh, thứ hai là phải đem ra thực hành, xài được thì mới tính, chứ còn xài không được thì mấy sư khá là dị ứng cái kiểu là mình tụng mà ra rã mà hiểu không hiểu gì hết, rồi mình cứ coi nó là linh á, thì mấy sư hơi ngại, nói thiệt là hơi ngại. Tuy nhiên thì những vị mà thuộc căn tánh tính niềm tin nhiều thì lại thích cái kiểu là tụng đọc cho nhiều, còn hiểu không hiểu tính sao, nhưng mà nghe nói linh là khoái tụng. Cho nên là nó còn tùy thuộc vào cái căn tánh của mỗi người nữa, thì sẽ có sự cái cách tiếp cận đối với kinh điển nó không có giống nhau. Thì thôi, nếu mà quý vị cho rằng cái việc mà tụng đọc mà nó linh thì cứ cứ cho là linh đi. Nhưng mà sư nhắc tôi nhớ nghe, có những cái điều kiện để cho một bài kinh Baritta đó nó có kết quả. Thứ nhất là cái người tụng á, là họ phải hiểu họ tụng cái gì, tức là họ không có bị thất niệm, tụng phải biết mình tụng cái gì, không có thất niệm. Cái thứ hai, người nghe phải biết mình nghe cái gì cũng không bị thất niệm. Cái điều kiện thứ ba là cái đối tượng á, là không bị trọng nghiệp. Thì như vậy đó thì cái bài kinh Baritta nó mới linh nghiệm. Thì quý vị cứ nhớ giùm sư ba cái điều kiện này: thứ nhất, người tụng phải biết mình tụng cái gì và không có bị thất niệm; người nghe cũng phải biết là mình đang nghe cái gì và cũng không bị thất niệm; và cái thứ ba là không bị cái trọng nghiệp chi phối. Đơn giản thế thôi ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.